Thân bằng kính chào Hội Thánh. Khi chúng ta cùng học lời của Chúa, xin chúng ta hành chung cùng nhau. Cái lời Đức Chúa Trời, Cha yêu thương chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Dù ở bên ngoài, thế giới đang lo lắng, bối rối, sợ hãi trước những dịch bệnh. Nhưng Chúa cho chúng con còn có thời giờ để ngồi lại với nhau trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là một phước hạnh mà Chúa dành cho chúng con. Xin Chúa ở cùng dẫn dắt và ban phước để trong thời giờ thờ phượng Chúa của chúng con đem đến sự gây dựng, đem đến sự khích lệ, nâng đỡ chúng con trong những ngày chúng con còn sống trên đất để phục vụ Ngài. Xin Chúa ban ơn trong thời giờ bị báo này, con sẽ rao giảng lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài hành động ở trong chúng con, các hỏi chúng con những điều nào ngăn trở lời của Chúa. Và Ngài cũng ban cho con sự khôn ngoan có ơn của Chúa để trình bày lời của Ngài. Những gì mà Chúa đã dạy cho con, xin Ngài ban cho con nói ra với tấm lòng biết ơn Chúa và cho con học được chính lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ quý báu này trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang sống ở trong một thời điểm mà cả thế giới này đều lo lắng, bối rối, sợ hãi, hoang mang khi dịch bệnh xảy ra khắp mọi nơi. Nhưng chúng ta cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thuộc về Ngài. Trong mọi sự chúng ta tin rằng mọi việc xảy ra đều bởi ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Để chúng ta có thể hiểu được điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta cũng như toàn thể nhân loại điều gì. Cảm ơn Chúa là chúng ta còn có cơ hội được thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay để chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa. Tôi xin dâng lời cảm ơn Chúa vì sáng nay có cơ hội được thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh. Cảm ơn mục sư quản nhiệm và ban chấp sự đã sắp xếp cho tôi có thời giờ để giảng lời Chúa. Chủ đề chung của Hội Thánh trong tháng 3 này đó là đền thờ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nương ở trên phần Kinh Thánh đã đọc ở trong Côrintô thứ nhất, chương thứ 3, từ câu 9 cho đến câu 17, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa với đề tài là xây dựng đền thờ phục linh. Tôi được biết Hội Thánh của Chúa chuẩn bị xây dựng nhà của Chúa, đó là nhà thờ. Và chắc chắn khi mà xây dựng nhà thờ thì chúng ta chuẩn bị rất là nhiều điều. Chúng ta chuẩn bị tài chính, chúng ta chuẩn bị thiết kế, chúng ta chuẩn bị vật tư, chúng ta chuẩn bị chỗ để con gái của Chúa có thể nhóm lại để thờ phượng Ngài. Nghĩa là có nhiều chuẩn bị để chúng ta xây dựng nhà thờ bằng vật liệu. Nhưng chúng ta cũng phải quan tâm đến vấn đề xây dựng đền thờ phục linh của con dân của Chúa. Bởi vì nếu đền thờ bằng vật chất có nguy nga tráng lệ bao nhiêu đi nữa mà đền thờ phục linh của chúng ta không được xây dựng thì không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên sáng hôm nay chúng ta cùng học xây dựng đền thờ phục linh. Tại sao chúng ta xây dựng đền thờ phục linh? Có một tư tưởng rằng khi mà nghe nói về virus corona hay là COVID-19 thì mọi người đều lo lắng, bối rối, sợ hãi và chuẩn bị những phương thức để phòng chống. Nhưng khi nghe thông báo của lời Chúa về Chúa Giêsu tái lâm thì rất ít người
người quan tâm, ít người tỉnh thức, ít người yêu mến Chúa và phục vụ Ngài. Cho nên phải chăng chúng ta chỉ lo cho đời sống vật chất hay là thể xác này mà chúng ta lại không quan tâm đến đời sống thuộc linh? Đó là một câu hỏi được đặt ra để chúng ta suy ngẫm. Phải quân bình giữa đời sống thuộc thể và đời sống thuộc linh. Bài thơ hôm nay gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là khái niệm đền thờ của Đức Chúa Trời. Khái niệm về đền thờ thuộc linh. Ở trong câu 9 có một cụm từ như thế này: anh em là nhà Đức Chúa Trời xây. Và ở trong câu thứ 16, mình là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và ở trong câu thứ 17, chính anh em là đền thờ. Như vậy đền thờ thuộc linh ở đây không xây dựng bằng vật chất, và đền thờ thuộc linh không do con người xây dựng mà do Đức Chúa Trời thiết lập xây dựng. Vì Ngài đã mua chuộc chúng ta và hồi thất của Chúa bằng chính huyết của Chúa. Cho nên đền thờ thuộc linh có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không xây dựng nhà của Chúa bằng vật chất. Bởi vì nhà vật chất là nhà thờ, đó là nơi thờ phượng của con cái của Chúa, đó là nơi để chúng ta xây dựng đền thờ thuộc linh cũng rất cần thiết. Như dân Israel, Kinh Thánh đã ghi là thế ra họ có 4 đền thờ để họ gây dựng đời sống thuộc linh, họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Ra khỏi Ai Cập 3 tháng để họ bước vào ở trong đồng bằng Canaan. Nơi đó Đức Chúa Trời đã truyền cho họ xây dựng đền tạm theo kiểu mẫu của Đức Chúa Trời. Và họ đã thờ phượng từ khi ở trong sa mạc cho đến khi bước vào xứ Canaan tồn tại 400 năm. Đền thờ thứ hai do vua Salomon xây dựng. Cái phần kinh thánh đọc đối đáp thì chúng ta được biết David là vị vua cha đã chuẩn bị tất cả vật liệu để xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời. Nhưng vì tay của ông đã vấy máu trong chinh chiến, cho nên Chúa truyền để lại cho Salomon là con của vua David xây dựng đền thờ. Đền thờ Salomon rất là uy nghi tráng lệ, và đền thờ đó đã xây dựng 7 năm rưỡi mới hoàn thành. Đền thờ Salomon sau đó cũng bị phá hủy, cho nên cũng tồn tại khoảng 400 năm mà thôi. 70 năm sau họ trở về sau khi bị lưu đày, thì Sorobaban là lãnh đạo để xây dựng lại đền thờ tại Jerusalem cho dân sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ phải xây dựng trong suốt 20 năm mới hoàn thành. Thời gian lâu như vậy bởi vì Kinh Thánh cho biết họ xây dựng nhà của họ thay vì quan tâm đến đền thờ của Đức Chúa Trời. Do vậy thì đền thờ cũng hoàn thành sau 20 năm xây dựng. Và đền thờ đó tồn tại 500 năm. Đền thờ thứ tư, vào năm thứ 19 sau Chúa, vua Herod và chư hầu của La Mã đã xây dựng đền thờ Jerusalem với mục đích là lấy lòng dân chúng. Và đền thờ này được mô tả là một đền thờ bằng cẩm thạch và bằng vàng rất là tốt đẹp. Nhưng rồi cũng bị phá hủy năm 70 sau Chúa, như lời tiên tri của Chúa
không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá nào. Ý tôi muốn chia sẻ điều này để nói rằng dù là đền thờ bằng vật chất có to lớn, có quy nghe tráng lệ đi nữa thì cũng không có tồn tại với thời gian. Nhưng đền thờ thuộc linh của chúng ta là đền thờ mà chính Chúa đã